ហេឡូសួស្តីអតិថិជនល្អមែនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាប្រភេទធុងសម្ងួតចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប៉ុនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរដូវកាល COVID នេះហើយប្រភេទលែនរបស់យើងមានស្នឹមហើយប្រភេទលែនរបស់យើងហ្នឹងគឺដកសិតទៅតាមសីតុណ្ហភាពនៅកន្លែងបងបងមួយមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងល្អខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទធុងសម្ងួតអេនបនចាដោយសារប្រភេទធុងសម្ងួតនេះគឺយើងមានតម្រូវទៅតាមសីតុណ្ហភាពប្រភេទកាមេរ៉ាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានីមួយៗចាអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងសម្រាប់ធុងសម្ងួតរបស់យើងគឺយើងមានតាមខ្នា
nay bộ phê tu ni mui cha chăng nhom sôm nay nôm chụm mui nằm bộ phê tu ní cha đại vi miên tụm hôm ní cứ xong là mỏ vi miên bay thân á cha đại thân nặng hàng lớn cứ dương ai đã chụm mui nằm lan bán cha đi cam rẽ rồi mưa cỏ xe sấp xem xem cứ dương ai phở ban được không thông nâng tặng ở tai mà đòn nè chăng sẹm bộ phê tu ni mui nằm bộ phê ní sẹm bông bông ở khnê đại quan miên bộ phê cam rẽ mui lan mui cái đôi chia xe sấp tịch tu cha cứ dương ai phở chụm mui nâng thông sùng ngột mùi thọ này bạn chả đại thông sùng ngột mùi thọ này đầm lại bọc viết cứ bị sai men tên nát bông bông ở khnề đầm lại cứ trong tai học sập rầm buồn đờ là tệ sẹm thông sùng ngột mùi này chả chẳng sẹm đầm lại xem xén cứ miên từ tam bọc hết tôm hùm bọc viết chẳng sầm đập bông bông ở khnề đại có tờ ca chấm mùi nộp hết thông sùng ngột này ai thưa ca in bọc cho không phê là men đúng mùi của bông bông ở khnề ai thưa ca comment được không ca được không video này tai mà đằng ở con chân bye bye.